Cuộc đi tóc giữa hai chị em sinh đôi có mái tóc giống hệt nhau, để xem dầu gội nào tốt hơn. Hãy xem khi tóc ướt và khi đã sấy khô, răng lực dày hơn, đúng là suông và mềm mại hơn nhiều. Rejoice mới nay còn tốt và thơm hơn trước, mềm mại hơn, suông đều hơn. Rejoice hoàn toàn mới.